Sống ở đời, bốn dục vọng nên tránh kẻo dẫn dỗ, tai họa khổ cả đời. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bài chia sẻ trên kênh sách Nói Minh Triết. Quý vị và các bạn thân mến, người xưa có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ý nói rằng bản chất, bản tính của con người là khó có thể thay đổi. Thế nhưng cuộc sống thì lại luôn có vô vàn những cám dỗ. Và nếu con người không biết cách kiềm chế và vượt qua, thì lâu dần, như một lẽ dĩ nhiên, nó nhất định sẽ làm thay đổi bản chất của mỗi người. Sống ở đời, cám dỗ chính là vị khách thường xuyên trong cuộc sống. Chúng luôn trực chờ, sẵn sàng trước thềm để bước vào nhà. Và con người chúng ta, bất cứ khi nào chúng ta mất cảnh giác, kẻ sang người hèn, kẻ giàu người nghèo, người có học thức hay không, địa vị cao hay thấp trong xã hội, kể cả tuổi tác già trẻ lớn bé, cũng đều khó lòng mà tránh khỏi nó. Vì thế, có người còn hài hước mà cho rằng cám dỗ chỉ rời chúng ta 15 phút sau khi chết. Thực thế là có người trong phút hấp hối vẫn còn ôm một bọc tiền, người khác còn trợn mắt nguyền rủa kẻ thù. Lại có cả những kẻ ra đi trong tâm trạng tiếc nuối địa vị, giàu sang hiện có. Vì thế, nếu không vượt qua bản thân được mà rơi vào cạm bẫy của sự cám dỗ, sự băng hoại và mất mát chính là con đường khó tránh khỏi đối với mỗi chúng ta. Và trong bài chia sẻ ngày hôm nay, sách Nói Minh Triết xin chia sẻ tới quý vị bốn thứ cám dỗ dễ làm thay đổi bản chất con người. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm, quý vị nhé! Thứ nhất, tiền. Đời sống thường ngày, ít nhiều chúng ta đều bị chi phối bởi tiền bạc. Chúng ta làm mọi việc để có tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Cho nên, không thể phủ nhận sức mạnh của đồng tiền là yếu tố quan trọng đem lại cuộc sống đầy đủ về vật chất và hưởng thụ về tinh thần cho mỗi người. Thế nhưng, lúc đầu chúng ta nỗ lực kiếm tiền chỉ với một mục đích đơn giản và chính đáng là mong muốn có được một cuộc sống ấm no, đủ ăn đủ tiêu, để không phải cực khổ và có thể đỡ đần cho những người xung quanh. Nhưng khi đã kiếm được tiền, chúng ta lại muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa, kiếm càng nhiều, sức chi càng nhiều lên, và không biết bao nhiêu là đủ để thỏa mãn được điều đó. Nhiều người dần kiếm tiền theo cách khác, lúc này sẽ không còn biết đúng hay sai, miễn có tiền là được, và con đường lầm lỗi lại đón nhận chúng ta một cách nhanh chóng và khó quay trở lại. Khi một người chìm đắm trong tiền bạc, họ sẽ dễ dàng, vì lòng tham làm mở mắt, vì tiền mà anh em đâm chém, giết hại nhau, không màng máu mổ ruột thịt. Vì tiền, con cái sẵn sàng đuổi cha mẹ già ra đường để tranh giành tài sản. Vì tiền, không ít người dùng mọi thủ đoạn, họ có thể bán rẻ lương tâm, tình cảm, đạo đức để đổi lấy tiền bạc. Vậy mới thấy, ma lực của đồng tiền vô cùng to lớn và khủng khiếp. Tiền bạc làm thay đổi con người một cách quá đáng sợ. Thứ hai, danh lợi. Trong lịch sử, có câu chuyện không vì năm đấu gạo mà khom lưng của Đào Uyên Minh hết sức nổi tiếng. Đào Uyên Minh tên thật là Đào Tiền, là thi nhân cuối thời Đông Tấn. Ông sinh ra trong một gia đình nhiều đời làm quan. Ông nội là danh tướng Đào Khản, người lập công dựng nước Đông Tấn. Tuy rằng cả ông nội và cha đều làm đại quan, nhưng gia đình Đào Uyên Minh lại sống một cuộc sống rất đạm bạc. Đến đời Đào Uyên Minh, cha mất sớm, gia cảnh trong nhà bần cùng. Tuy vậy, ông không cảm thấy có chút phiền lòng, mà vẫn đọc sách, làm thơ. Đào Uyên Minh từ nhỏ đã là người ham thích đọc sách, không muốn theo đuổi con đường công danh sự nghiệp. Mặc dù ông thường bị đói vì trong nhà không có gì ăn, nhưng ông vẫn lấy việc học làm vui. Về sau, gia cảnh ngày càng khốn khó. Đào Uyên Minh dù chăm chỉ làm ruộng, nhưng cũng không đủ nuôi gia đình. Lúc ấy, bạn bè đều khuyên ông nên ra làm quan, vừa phục vụ dân, chống lại có thể duy trì cuộc sống. Đào Uyên Minh đành xin làm một chức quan nhỏ. Ông được quan trên hậu đãi bởi tài năng, đức độ, nhưng vì nhìn thấy những điều không tốt ở chốn quan trường, nên chẳng bao lâu, ông xin từ chức. Cứ như vậy, ông trải qua cuộc sống lúc làm quan, lúc ở ẩn. Lần cuối cùng Đào Uyên Minh làm quan là vào năm Nghĩa Hy thứ nhất, năm 405. Năm đó, ông đã qua tuổi bất hoặc, 40 tuổi. Theo lời khuyên của bạn bè, ông ra làm huyện lệnh Bành Trạch. Có một lần, trên quận phái một người đốc bưu, cậy quyền thế, xuống xem xét tình hình. Tiểu lại nói với Đào Uyên Minh rằng phải ăn mặc chỉnh tề, cung kính mà nghênh tiếp. Ông nghe xong, than dài và nói rằng, ta không vì bổng lộc năm đấu gạo của huyện nhỏ này mà khom lưng,
khóm đốm phục vụ cho những người ấy. Nói xong, ông liền từ quan về nhà. Đào Uyên Minh làm huyền lệnh Bành Trạch chỉ hơn 80 ngày. Lần từ quan này, ông vĩnh viễn rời khỏi chốn quan trường. Từ đó trở đi, ông vừa đọc sách làm thơ, vừa làm nông sinh sống. Về sau, nông điền của ông gặp phải thiên tai, nhà lại bị cháy, gia cảnh ngày càng tống bấn. Nhưng trước sau, Đào Uyên Minh vẫn không ra làm quan để cầu bổng lộc. Thậm chí, thứ sử Giang Châu tặng gạo và thịt, ông cũng kiên quyết không nhận. Triều đình từng cho mời ông làm chữ tác lang, cũng bị ông từ chối. Đào Uyên Minh qua đời trong cảnh bần hàn. Ông vốn có thể sống một cuộc sống thong dong, chí ít cũng không phải lo cái ăn kiếm mặc, nhưng ông đã không muốn đánh đổi bằng nhân cách và khí tiết. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, sống ở đời, địa vị là điều ai cũng muốn có được trong cuộc sống, nhưng chính điều đó cũng đã tạo nên lòng tham, muốn chiến thắng để được đẩy lên cao hơn. Vì cám dỗ của quyền lực, nhiều người tìm đủ mọi cách, tìm mọi thủ đoạn để giành giật cho bằng được. Có người sẵn sàng đánh đổi nhân cách, đạo đức, trà đạp lên người khác để giành lấy. Họ dần làm mất đi chính bản thân mình, và con đường xa ngã mở rộng ra chào đón họ bước vào. Cái đó gọi là vòng xoáy danh vọng. Danh lợi là thứ làm cho con người ta khao khát. Cho nên, nhiều người sẽ lao đi rất nhanh mà không sợ hãi khi trước mắt là danh lợi. Họ lại muốn 7 phần, muốn 10 phần. Người xưa có câu, người không biết đủ giống như con rắn muốn nuốt cả con voi, nuốt không được lại cũng không muốn nhả ra. Trong cuộc sống, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều người bị danh và lợi thắt chặt. Họ mãi truy đuổi, một khắc cũng không dừng. Có thứ này lại muốn thứ khác, có rồi lại muốn cái mới hơn. Cả ngày được voi đòi tiên. Có một điều rất hiển nhiên là dục vọng của con người là hoàn toàn không thể thỏa mãn được. Cho nên, một khi đã ở trong vòng xoáy của danh lợi, con người ta sẽ luôn mang tâm lý căm thù, ganh ghét và phân biệt, tâm thức tràn đầy những điều tiêu cực, có thể dẫn ta đến chuyện oán hận, bạo động, làm những điều xấu. Và khi cứ lún dần trong những hành động như vậy, bản chất của họ sẽ thay đổi lúc nào không biết. Thứ ba, tình yêu và sắc đẹp. Sống trên đời, ai cũng thích cái đẹp, và đàn ông thích phụ nữ đẹp, phụ nữ thích đàn ông đẹp cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên, nếu một người không thể kiểm soát được cảm xúc, không đẩy lùi được sự cám dỗ của nhan sắc mà lún sâu vào cạm bẫy này, làm những việc trái đạo đức, trái với luân thường đạo lý, thì sớm muộn rồi cũng sẽ có ngày gặp chuyện. Người chìm đắm trong sắc dục, thông thường không thể đẩy lùi được cám dỗ đến từ người khác. Vì thế, một khi đã bị mê hoặc một lần, sẽ dễ dàng tái phạm nhiều lần. Lâu dần, việc này không chỉ hại thân mà còn làm tổn thương đến gia đình của đôi bên. Trong xã hội hiện nay, không thiếu những câu chuyện thực tế là minh chứng cho vấn đề này. Nhiều người còn tự hủy hoại bản thân mình, thậm chí làm hại đến người mình yêu, cũng chỉ vì một chữ tình. Lấy ví dụ trong vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước đã từng gây chấn động dư luận cách đây mấy năm, hay vụ thảm sát ở Yên Bái. Đây đều là những bi kịch không đáng có của một cuộc tình. Có lẽ người trong cuộc cũng không thể ngờ, tình yêu mù quáng lại biến mình trở thành con người như thế. Thứ tư, sự hưởng thụ cuộc sống luôn có những thú vui. Sự hưởng thụ thực chất điều đó không phải là xấu, nhưng nó lại rất dễ khiến con người lún sâu vào u mê, trở nên sa ngã và ngày càng tồi tệ hơn khi không biết điểm dừng. Cũng giống như việc ngày bé, tuổi thơ gắn liền với những viên kẹo, buổi trưa bên đám bạn thả diều, đá bóng, thì ngày nay, sau khi chúng ta lớn lên, những viên kẹo hay buổi trưa trốn đi chơi với các bạn không còn đủ sức để cám dỗ chúng ta nữa. Thay vào đó là những buổi chơi game, tán gẫu online và ở nhà chùm chăn ngủ nướng khi được nghỉ. Bên cạnh đó, còn nhiều cám dỗ khác như những thứ gây nghiện như rượu, bia, cờ bạc, lô đề, ma túy. Chính những điều này đã làm thay đổi con người một cách nhanh chóng. Và ai có thể ngờ được, không xa như việc chơi game, bản chất là để giải trí. Nhưng khi chúng ta chơi một cách không có sự kiểm soát hay giới hạn, trò chơi đến mức nghiện game, chơi những trò chưa đến tuổi, làm mất đi bản chất vốn có của nó. Lúc này, nó trở thành thủ phạm cho những tội ác, sự ảo giác hay thậm chí là tội phạm. Hay là uống rượu, vốn dĩ bản chất không xấu, nhưng khi chúng ta uống rượu một cách không kiểm soát, uống đến mức nghiện ngập, thì lúc này, việc uống rượu đã mất đi những bản chất tốt đẹp ban đầu vốn có. Lúc này, rượu trở thành thủ phạm,
nguồn cơn của những tội ác. Chung quy lại, mọi thứ đều có hai mặt của nó và tiềm ẩn những cám dỗ mà con người không hề hay biết. Nếu chúng ta đủ tỉnh táo, nó sẽ là bình thường. Những khi chúng ta mất tỉnh táo và mất kiểm soát, thì lúc đó chúng ta thực sự rơi vào sự cám dỗ của sự hưởng thụ, đánh mất đi bản chất tốt đẹp của chính chúng ta. Quý vị thân mến, những cám dỗ trong đời có thể hủy hoại một con người, làm con người sa ngã không thoát ra được. Có những người đã đánh mất bản thân mình, hủy hoại hạnh phúc cũng như tương lai của bản thân và những người xung quanh chỉ vì những cám dỗ. Chính vì vậy, mỗi con người chúng ta cần phải có ý thức cảnh giác trước những cám dỗ của cuộc đời, xây dựng cho mình một nội tâm mạnh mẽ, một ý chí vững vàng. Làm bất cứ việc gì cũng cần phải học được cách biết dừng đúng lúc. Như thế mới là người thông minh và thấu đáo, và cũng là có trách nhiệm với chính bản thân mình. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sống ở đời không ít người luôn than thở tại sao cuộc đời tôi lại khổ thế này, hay số tôi sao mà khổ đến thế. Tuy nhiên, trên thực tế, bạn nên biết và hiểu rằng cuộc đời này vốn dĩ không khổ. Nếu có khổ, thì cũng khổ ở dục vọng mà thôi. Lòng người vốn cũng chẳng mệt, có mệt cũng là do bạn tranh đua. Về điều này, Lão Tử nói, họa mạc đại ư bất tri túc, họa mạc đại ư dục đắc. Không có cái họa nào lớn bằng không biết đủ, không có cái hại nào lớn bằng lòng tham muốn có được. Lòng tham, dục vọng của con người như chiếc túi không có đáy, không biết đâu là giới hạn. Mà như vậy thì có bao giờ được thỏa mãn? Không thỏa mãn thì sao gọi là vui được, nên gọi là vui trong cái khổ mà thôi. Đức Khổng Tử từng dạy, người quân tử có ba việc phòng ngừa. Lúc nhỏ, khí huyết chưa sung túc, phải giữ gìn sắc dục. Khí đã trưởng thành, khí huyết thịnh vượng, phải phòng ngừa tính ham tranh đấu. Khi về già, khí huyết suy nhược, cần tránh tính tự đắc, tham lam. Có câu thơ, gửi thân phù du ở trong trời đất, cho thấy đời người ngắn ngủi. Chúng ta cần phải quý trọng sinh mệnh. Mặc dù chúng ta không cách nào nắm giữ được chiều dài của sinh mệnh, nhưng chúng ta có thể điều khiển tâm tính của mình, cố gắng làm cho con đường đi của bản thân rộng mở hơn. Có câu nói rằng, cuộc đời vốn không khổ, khổ ở dục vọng. Lòng người vốn không mệt, mệt ở tranh đua. Luôn mang tâm tình tốt, không ôm quá nhiều dục vọng viển vông, luôn trân quý từng giây phút của hiện tại, không tranh đua với đời, là cách sống trí tuệ nhất. Một đóa hoa héo tàn không làm mất cả mùa xuân, mặc dù gặp phải thất bại, cũng không được bỏ phế cả cuộc sống. Con người sống cả đời, nếu là quá trình từ non nớt đến chín chắn, từ ngây thơ đến biết nhìn sâu xa, cả sinh mệnh chính là một sự tu hành. Kiểm soát tốt tâm tình, trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, luôn trân trọng từng phút giây đáng giá trong cuộc sống. Tâm tình không phải toàn bộ cuộc sống, lại có thể chi phối toàn bộ cuộc sống. Tâm tình tốt, việc gì cũng tốt. Tâm tình không tốt, hết thảy đều rối loạn. Chúng ta thường không phải thất bại bởi người khác, mà là tâm tình không tốt làm hạ thấp hình tượng và năng lực của mình. Cứ luôn so đo chính với bản thân mình, với người khác, nhọc thân tranh đua với người, với đời, làm nhiễu loạn suy nghĩ của mình. Do đó, thua là bởi chính mình. Kiểm soát tốt tâm tình, cuộc sống mới có thể luôn tốt lành. Tâm thái tốt nhào nặn nên tâm tình tốt, tâm tình tốt tạo nên phiên bản xuất sắc nhất của con người. Bạn bị ngã rồi, đừng khóc, lại đứng lên cười một cái, vỗ vỗ bụi bặm, lại tiếp tục chạy, nhìn thẳng vào từng thất bại, thích ứng với từng bấp bênh trong cuộc sống, rút ra bài học sau mỗi lần thất bại, lợi dụng những hoàn cảnh khó khăn để trở nên lớn mạnh, cố gắng cho mình một tâm tình tốt đẹp nhất, cân bằng hơi thở của mình, không nóng lòng đạt được thành công. Dù có ngã lần nữa, đau hơn nữa, cũng có thể khiến ngày mai trở nên tốt đẹp hơn. Kỳ thực, mỗi người đều có số phận riêng của bản thân mình. Hãy cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Chỉ khi thực sự nỗ lực mới có thể gặt hái được trái ngọt. Phó suất càng nhiều thì sẽ đắc được càng nhiều. Đôi khi bạn thấy ngưỡng mộ những người xung quanh, nhưng để đạt được những thành quả đó thì phía sau họ là cả một câu chuyện về sự cố gắng, kiên trì và nỗ lực. Không nhọc tâm tranh đấu hơn thua, hãy mở lòng và vui với niềm vui của người khác. Bạn sẽ thấy tâm mình rộng lớn hơn, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Cuộc đời vốn không khổ, khổ ở dục vọng. Lòng người vốn không mệt, mệt ở tranh đua. Đạo Đức Kinh có câu, thịnh ái tất đại phí,
đa tàng tất hậu vong, quá chấp ắt thống khổ, tham lam ắt diệt vong. Quá chấp trước một sự việc nào đó, cuối cùng sẽ phải trả giá đắt. Nỗi thống khổ của con người đều bắt nguồn từ lòng tham. Đừng để những chuyện phiền nhiễu bên ngoài xâm chiếm cái tâm mình. Đừng vì lòng tham mà ngăn trở con đường của người khác. Đường là để mọi người cùng đi. Đi càng nhiều mới có thể càng khiến cho con đường dưới chân mình phẳng. Đừng vì dục vọng mà tranh giành những thứ mình không nên đắc. Bởi lẽ đức không xứng vị thường sẽ mang đến tai ương. Sướng khổ trong đời đều bắt nguồn được cái tâm của chúng ta. Nếu muốn sống vui vẻ, trước tiên đừng khởi lòng tham, đừng động vọng. Niệm mà muốn như vậy thì cần phải thông tỏ. Con người sống trên đời, điều khó nhất chính là hai chữ thông tỏ. Khi đã nghĩ thông, tự nhiên sẽ mỉm cười. Khi nhìn tỏ, mới có thể buông tay những chuyện phiền não. Trên cõi hồng trần, thế gian rất nhiều. Nếu không đối đãi bằng tâm bình thường, coi nhẹ, bạn sẽ luôn cảm thấy những phiền não này dính mắc trong tâm. Những người thực sự có tầm nhìn lớn, thường biết rõ mình muốn gì. Họ sẽ tiến thẳng tới mục tiêu mà tâm không bị quấy nhiễu bởi lòng tham và dục vọng. Những người như vậy lại càng không bận lòng vì người xấu, chuyện dở, không vì được mất trong quá khứ mà lãng phí thời gian vào những chuyện vụn vặt. Làm người, quý ở cảnh giới không tham lam, không phiền lụy, có thể giải thoát khỏi những áp lực và phiền muộn. Nhờ vậy, con người mới có thể tập trung tinh thần làm những việc thực sự hữu ích. Sống yêu thương chân thành, không tính toán, không vụ lợi, sẵn sàng chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi, với bạn và với tất cả mọi người. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống này, suy cho cùng, mỗi người trong chúng ta ai cũng đều có những chuyện riêng tư trong cuộc sống, không liên quan gì đến người khác, thậm chí người nhà hay bạn bè thân thiết nhất cũng không cần biết. Và việc giữ kín chúng trong lòng là một kiểu bảo vệ bản thân và là một cách sống tôn trọng người khác. Mặc dù vậy, một số người vì không nhận thức đúng đắn về chuyện cá nhân nên họ không thể kiểm soát được cảm xúc, dễ dàng tiết lộ chuyện riêng tư của mình cho người khác, từ đó mắc kẹt trong vũng lầy của cuộc sống. Bi kịch lớn nhất của cuộc đời là dễ dàng tiết lộ hai chuyện riêng tư này cho người khác biết. Mong rằng bạn không phạm phải sai lầm này. Những chuyện riêng tư trong gia đình là nơi trú ẩn an toàn của mỗi người và là nơi mang lại cảm giác ấm áp nhất. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các gia đình sẽ không gặp phải những vấn đề éo le, sáu đục nội bộ. Giả dụ như áp lực tài chính, kinh tế, việc học hành, nuôi dạy con cái, việc chăm sóc người già, những mâu thuẫn nhỏ khác trong cuộc sống. Đây là những điều khó khăn trong mà mọi gia đình ít nhiều đều sẽ trải qua. Nếu những điều trên đây trở thành chủ đề bàn luận của những người khác, thì bạn có thể sẽ gặp rắc rối lớn. Chủ đề này khiến tôi nhớ đến trải nghiệm của một người bạn. Anh từ nhỏ đã không có một cuộc sống hạnh phúc. Bố mẹ anh đã ly hôn và anh lớn lên dưới sự chăm sóc của mẹ. May mắn thay, anh không bị gia cảnh làm cho hư hỏng. Anh lấy bất hạnh của mình làm động lực để học tập chăm chỉ và thay đổi cuộc đời bản thân rất thành công. Tuy nhiên, trong một cuộc trò chuyện vui vẻ ở công ty, anh ấy đã đề cập đến chuyện gia đình kém hạnh phúc của mình. Không ngờ tin tức lan truyền như đám cháy. Đồng nghiệp ác ý bắt đầu bàn luận về anh, thậm chí họ còn phân biệt đối xử với anh. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến công việc và cuộc sống của anh. Về sau, anh đã phải chia tay người bạn gái là đồng nghiệp và chuyển công tác. Nhờ sai lầm này, anh đã hiểu ra rằng chuyện gia đình của mình là chuyện riêng tư. Mỗi người sẽ có một cuộc đời và một quan điểm sống khác nhau, không được dễ dàng tiết lộ chuyện riêng của mình cho người ngoài. Việc vội vàng công khai chuyện gia đình không chỉ gây ra vô số rắc rối, mà thậm chí còn có thể làm tổn thương những người bạn yêu thương. Cô bạn thân của tôi đã rất buồn khi nghe anh người yêu của cô ấy không tiếc lời khen ngợi bạn gái cũ của anh ta. Thiết nghĩ, những chuyện đã qua hãy để nó trong ký ức riêng tư, nhất là những chuyện đó không có lợi ích gì đối với mối quan hệ ở hiện tại. Tình hình tài chính cá nhân, như chúng ta đều biết, thu nhập, số tiền tiết kiệm, tài sản bạn sở hữu, hoặc số tiền bạn sẵn sàng chi trả cho một món đồ gì đó, đều là chuyện riêng tư cá nhân. Đây cũng là một điểm yếu rất dễ bị người khác tấn công. Gần đây, có một người mẫu đã không ngại công khai chia sẻ trên mạng về sở thích dùng hàng hiệu và nói về giá trị của nhiều dịch vụ xa xỉ đã sử dụng. Cô cho rằng đây là một cách để thể hiện sở thích và bản sắc cá nhân.
Tuy nhiên, chuyện này đã vô tình bán đứng hình ảnh của cô trên mạng. Có một người đã công khai vạch trần rằng cô ta chỉ đang sống ảo. Cuộc sống thực tế của cô không được như những điều cô đã nói. Vậy là, hầu hết những người từng hâm mộ cô đã chuyển sang căm ghét cô. Lại có không ít trường hợp, sau khi khoe khoang sự giàu có của mình, những người có ý đồ xấu đã bí mật nhắm vào để trộm cướp hoặc lừa đảo. Sự việc này cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho mọi người rằng thông tin tài chính cá nhân không được phép tiết lộ cho người ngoài. Công khai khả năng tài chính còn có thể gây ra sự đố kỵ và tâm so sánh giữa những người khác. Nếu bạn dễ dàng tiết lộ tình trạng tài chính của mình cho người khác, người ta có thể có suy nghĩ khác, khiến bạn bị lừa dối và mất đi những người bạn thật sự. Vì vậy, tình hình kinh tế và tài chính của bạn không được dễ dàng tiết lộ. Xã hội là một sân khấu lớn, mỗi chúng ta là một diễn viên, cũng có kịch bản và lời thoại riêng, mỗi người một vai diễn. Và dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không nên vội vàng tiết lộ chuyện riêng tư của mình cho người khác, đặc biệt là vấn đề gia đình và tình hình tài chính. Duy trì cảm giác bí ẩn phù hợp không chỉ có thể bảo vệ bản thân, mà còn cho phép mọi người thể hiện phép lịch sự trong các tương tác xã hội. Đặc biệt, trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, việc biết cách bảo vệ quyền riêng tư chính là bảo vệ nhân phẩm của bạn. Bảo vệ hai điều trên cũng chính là cách sống mà mỗi người trước khi ra đời đều phải học hỏi. Không nên để những thứ bên ngoài ảnh hưởng đến cuộc sống và cảm xúc của mình. Để chúng ta có được không gian sống và tinh thần học tập tự do hơn, cũng hy vọng mỗi người có thể duy trì các mối quan hệ xã hội lành mạnh và sống một cuộc sống hạnh phúc, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của mình để không làm phiền đến tâm trí và cuộc sống của những người xung quanh. Vâng thưa quý vị, trong cuộc sống này, chúng ta sử dụng lời nói như là một phương tiện để kết nối, yêu thương, giúp chúng ta cảm thông và xích lại gần nhau hơn, khiến vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Để làm được điều đó, chúng ta nên kiểm soát được cái miệng của mình, tránh nói ra những lời khẩu đức và tích lũy được phước báo về sau. Dưới đây là một số lời khuyên mà cổ nhân để lại. Thứ nhất là không nên nói xấu người khác. Thưa quý vị, con người là một loài vật cao cấp hơn hẳn các loài khác. Nhờ biết suy nghĩ, nói năng, rồi mới hành động. Nó là một khả năng đặc biệt của con người. Con người ta thương nhau, yêu nhau cũng từ lời nói, và ghét nhau, hận thù nhau cũng từ lời nói. Cho nên có câu ca dao, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Ắt hẳn ai trong số chúng ta cũng có khiếm khuyết là hay nói xấu người khác. Hễ không vừa lòng chuyện gì là nói mạnh bạo, chả biết nể sợ một ai, dù đó là người ơn. Chính vì vậy, cuộc đời của chúng ta cũng trải qua nhiều biến cố, thăng trầm, ba chìm bảy nổi, chín cái lênh đênh, ai cũng sĩ diện, bản ngã của mình, nên nói lỗi người khác dễ dẫn đến bất hòa, chia rẽ. Nhưng không nói thì trở thành tín đồ cuồng si, chỉ biết vâng theo mệnh lệnh của người có quyền lực. Như thế, vô tình đưa đẩy các sếp của mình trở thành những con người phong kiến, cấp tiến. Ngày xưa, trong các thể chế phong kiến, vua là con trời, mặt trời là đấng tối cao, có quyền ban phước, giáng họa, bề trên là tôn quý, bề dưới là phục tùng. Ngày nay, các tập tục đó đã từ từ được thay thế bởi chế độ dân chủ, chính con người làm chủ vận mệnh và cùng nhau kết hợp với nhiều người. Chế độ quân chủ, phong kiến trên nền tảng cá nhân, quyết định mọi quyền lực bằng sự độc đoán, độc tài, khi con người còn mờ mịt trong hiểu biết. Người sau này khôn ngoan hơn, cũng chính sách phong kiến, độc tôn, nhưng được triển khai thành phong kiến cấp tiến để củng cố, duy trì địa vị của mình, và được xây dựng trên nền tảng bản ngã, nhiều người có quyền lực. Ta hãy nói lỗi lầm của người khác trên tinh thần góp ý xây dựng, để cùng nhau dấn thân và phục vụ đời sống xã hội ngày càng tốt đẹp. Không nên nói lỗi lầm ai đó để triệt bỏ hoặc hạ bệ người, nhằm trả thù cá nhân. Thông thường, thì chúng ta hay ngồi lại với nhau để nói lỗi lầm người khác, vì chúng ta nghĩ mình là người tốt, còn người kia là người xấu. Có khi chúng ta nói xấu người khác vì ganh ghét, họ thấy họ hơn mình về địa vị và quyền lực. Khi chúng ta không làm chủ bản thân trong cơn tức giận, ta có thể nói xấu người khác. Đôi khi chúng ta nói xấu người khác để lôi kéo mọi người về phe của mình. Vậy theo quý vị, nói xấu người khác sẽ dẫn đến tai hại như thế nào? Đó chính là khi đang nói, ta cảm thấy bực bội, tức tối, và dường như chúng ta cũng bất an khi phanh phui lỗi của người.
Khi chúng ta thấy lỗi lầm của người khác, là chúng ta có thể bỏ mất cơ hội hiểu biết và thương yêu hơn. Một lời nói tốt đẹp có thể đem lại hòa bình cho nhân loại. Một lời nói thách thức có thể gây ra chiến tranh. Nói xấu kẻ khác có được lợi ích gì? Thường thì không được lợi ích gì cả, mà chỉ khiến ta phải mang khẩu nghiệp. Khi nói xấu người, thì bị người nói xấu lại, cũng có khi dẫn đến gây gổ, xích mích, hiềm thù nhau. Cho nên, chúng ta nguyện không nói lỗi lầm người khác, để khẩu nghiệp của ta được thanh tịnh. Do đó, ta có thời gian quán chiếu, soi sáng sự vật một cách tốt đẹp. Khi chúng ta tức giận ai, chúng ta dễ dàng nói xấu người đó để thuyết phục mọi người đứng về phía mình. Có khi chúng ta nói xấu người vì ganh ghét, nói xấu người vì họ hơn mình, nói xấu người để hả cơn giận. Vậy ta nói xấu người khác để được lợi ích gì? Chắc chắn, chúng ta sẽ mang đến khổ đau, cũng giống như người đốt đuốc đi ngược chiều gió. Người thì chưa nghe, chưa biết, nhưng ta đã bốc lửa sân si. Khi nói xấu người khác, chính bản thân ta đã phải chịu bất an. Vì khi nói xấu ai, tức có sự nóng giận, nên ta cảm thấy mình là kẻ khổ trước tiên. Để đối trị bệnh nói xấu người khác, ta hãy nhìn thấy cái hay của họ. Nếu ta để ý điều tốt của họ, thì ta sẽ không thấy lỗi lầm. Vì ta thấy việc tốt, nên sinh tâm hoan hỷ. Có nhiều người chỉ thích nói sự thật, chứ không thích nói để được lòng thiên hạ. Họ tôn trọng cái thực, nên lúc nào cũng thẳng ruột, nói đúng mục đích. Do đó, bị nhiều người tị hiểm, ganh ghét, chờ thời cơ trả thù. Ai cũng biết rằng nói sự thật là quý giá nhất trên đời, nhưng thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Khó có ai đủ can đảm nhìn nhận sự thật, vì sự thật lúc nào cũng phũ phàng. Nhất là nói sự thật với những người có quyền thế, thì dễ bị mang họa vào thân, vì người có quyền thì sĩ diện, bản ngã lớn hơn ông trời. Còn nói sự thật là một điều tốt, nhưng vẫn còn tùy thuận vào môi trường sống của chúng ta. Nếu chúng ta cứ một bể chấp chặt vào sự thật, e có ngày ta sẽ gặp nguy hiểm, vì kẻ tiểu nhân sẵn sàng chống trả quyết liệt bằng mọi cách. Như thế, rồi nói sự thật cũng chưa hẳn là giải pháp tốt để giúp mọi người thăng hoa trong cuộc sống. Nhưng nếu nói sự thật để bảo vệ chân lý, vì sự sống còn của nhân loại, vì lợi ích cho nhiều người, thì dù có chết, ta vẫn phải nói. Nói để làm gì? Nói để đem lại công bằng cho nhân loại. Nhưng nếu nói sự thật làm cho đối phương không còn cơ hội để được sống yêu thương và tác hại lớn đến cộng đồng xã hội, thì ta phải khéo léo che giấu bớt. Tóm lại, nói xấu người khác là căn bệnh trầm kha của đa số con người, là thói quen thâm căn cố đế do chất ngã gây ra. Trong lúc nóng giận, dễ phát sinh những lời nói xấu người khác, hoặc thấy ta đúng, người sai, nên hay nói xấu người khác, hoặc ta muốn hạ bệ người để tranh giành quyền lực, nên nói xấu kẻ khác để kéo họ về phe ta. Trong sự tương quan, giao tiếp hàng ngày, mọi sự xích mích, bất hòa đều bắt nguồn từ việc nghĩ xấu và nói xấu người khác. Khi nói xấu người khác, tức tâm ta có sự giận hận, bực tức, khó chịu, ta đang làm tổn thương mình và người. Vì sao? Vì mình đang đưa khối u, nhọt vào trong lòng mình, nên lúc nào nghĩ tới người đó là ta khổ não. Ta tự giết chết chính mình trong lần mòn đau khổ. Bởi khi nghĩ xấu và nói xấu người khác, tâm ta bị vần đục và gây thêm nghiệp ân oán. Thật sự muốn không cứ nói xấu người khác, ta phải tập đừng nhìn thấy lỗi người. Vì khi thấy lỗi người, ta dễ dàng bị kích thích, tác động bởi thói quen nhiều đời tranh hơn tranh thua. Nếu hơn thì sinh ngã mạn, còn thua thì sinh oán hờn, tìm cách nói lỗi của nhau. Không nghĩ xấu và nói xấu người là một hạnh tu rất khó làm. Không phải một sớm một chiều mà chúng ta có thể thành tựu. Nói là một khả năng đặc biệt của con người, là phương tiện truyền thông hữu hiệu nhất để chúng ta tiếp nhận những giá trị sống bằng sự yêu thương hay ghét bỏ. Lời nói rất lợi hại trong khi giao tiếp với mọi người. Một lời nói tốt có thể đem lại thiện cảm cho nhau, và ngược lại, sinh ra hận thù. Nghĩ xấu người khác chỉ làm cho tâm ta tổn thương, còn nói xấu người khác làm cho hai người đều tổn thương. Nhưng ngược đời thay, có những kẻ phải nói mạnh như thế, họ mới chịu sửa sai, còn dùng lời nói ái ngữ đối với họ chẳng hiệu quả gì. Quả thật, tâm tính chúng sinh do tạo nghiệp bất đồng, nên chẳng ai giống ai. Cũng lời nói đó, đem áp dụng với người này thì có hiệu quả tốt, nhưng đem áp dụng với người kia thì đổ vỡ. Chúng ta lại có tật hay nói, thích nói. Hễ ngồi lại cùng nhau là nói chuyện phải quấy,
tốt xấu, hơn thua, chê bai người này, chỉ trích người kia. Để chuyển hóa nghiệp nói xấu người khác, đầu tiên chúng ta tập ý không nghĩ xấu người khác. Ý đã không nghĩ xấu, thì miệng không bao giờ nói xấu. Muốn vậy, ta phải học hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm, luôn lắng nghe tiếng nói của tha nhân, lắng nghe tâm tư của mọi người, để trải lòng bao dung đến thiên hạ. Hoặc ta học hạnh lễ xá của Bồ Tát Thường Bất Khinh, luôn thấp mình khiêm cung, lễ xá mọi người và thấy ai cũng là Phật hết. Ngoài việc thực tập các công hạnh của Bồ Tát, chúng ta còn học hạnh tùy hỷ khen tặng người khác. Đa số chúng sinh thích chê hơn thích khen. Khi thấy ai là một điều xấu gì đó, thì ta phải quán tha thứ, vì họ bị vô minh che lấp. Họ đáng thương hơn đáng ghét, nên ta không nói xấu họ. Khi thấy ai là một điều tốt, ta nên khen ngợi để khích lệ họ. Ta và người cùng vui vẻ với nhau, để được sống có hiểu biết và yêu thương. Bởi vì sao? Con người ta hay gian dối. Nói dối như vậy có mục đích gì? Phần lớn con người ta nói dối có hai mục đích. Nói dối để đem lại lợi ích cho mình. Nói dối để vu khống hại người. Thông thường, người tu nói dối để được sự cung kính và lợi dưỡng, hoặc nói dối để che đậy lỗi lầm của mình. Có năm vị tỳ kheo, vì mọi người cúng dường nhiều, nên đã nói dối mình đắc đạo. Do đó, sau khi chết, bị đọa và ác đạo vô số kiếp để trả quả. Đến khi được làm người, thì làm người hèn hạ, thấp kém. Hoàng hậu Mạc Lợi, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn và cung kính cúng dường xong, mới ngồi sang một bên hỏi rằng, thưa Thế Tôn, con nhiều đời do gieo nhân gì mà hiện tại được làm hoàng hậu? Phật mới nói, ở nhiều kiếp lâu xa, do hoàng hậu là một Phật tử thuần thành, đã cung kính cúng dường năm vị tỳ kheo. Năm người này đã nói dối mình đắc đạo, nhưng lại không tu hành gì hết, chỉ thọ hưởng cúng dường cho qua ngày tháng. Đến khi chết, vô số kiếp bị đọa vào ba đường ác để chịu quả khổ đau, trong đời hiện tại sinh trở lại làm người nô lệ, hạ tiện và trở lại phục dịch cho hoàng hậu. Nghe đến đây, hoàng hậu hoảng hốt mới hỏi Đức Phật, vậy năm thầy đó đang làm gì cho con? Thưa Thế Tôn, Đức Phật mới từ tốn trả lời, bốn người khinh kiệu và một người dọn dẹp trà rửa, nhà vệ sinh. Hoàng hậu, sau khi biết được nguyên nhân, đã tuyên bố phóng thích năm người đó. Nhưng năm người này, vì duyên nợ năm xưa chưa hết, nên xin bà tiếp tục làm công việc đó vô điều kiện. Câu chuyện này là một bằng chứng thiết thực để cảnh tỉnh những người tu hành như chúng ta hiện nay. Chúng ta là người đang hướng dẫn sự thật của chân lý, cuộc đời, kêu gọi và khuyên nhủ mọi người hay nên sống thành thật, tức không dối gạt người khác. Một sự bất tín, vạn sự bất tin. Một lần nói dối đã làm cho mình mất uy tín, thì một vạn lần sau, dù chúng ta có nói đúng làm đúng, nhưng khó có ai tin. Tuy nhiên, có những chuyện ta cần phải nói dối để cứu người tai qua nạn khỏi, vì nói sự thật có thể làm hại cho kẻ khác. Ngày nay, vì nhu cầu sự sống, các dịch vụ quảng cáo thường nói sai sự thật để kích thích lòng tham của nhân loại. Còn người ta vì tham tốt, tham rẻ, nên bị sập bẫy. Các nhà kinh doanh tán tận lương tâm, hơn vì lợi dưỡng mà một số người đã dùng hóa chất độc hại để đưa vào thức ăn, thực phẩm cho con người, bất chấp hậu quả bệnh hoạn chết chóc về sau. Nhan nhản mỗi ngày, báo chí thường đăng tin ngộ độc thức ăn tập thể, do lòng tham con người quá đáng, chỉ biết lợi nhuận trước mắt mà không biết hậu quả về sau. Vậy, mỗi người chúng ta hãy nên thành thật như chú bé ôm chậu đất không mà được làm hoàng tử. Thứ hai là, hãy nói lời thành thật. Lợi ích của lời nói thật lòng, có một chú bé sống thành thật mà sau này được làm hoàng tử và kế thừa ngôi vua. Sống trên đời này, ít có người dám nhìn nhận sự thật và nói lên sự thật. Chính vì thế mà chúng ta sống với nhau bằng hình thức giả dối bên ngoài nhiều hơn, cho nên rất khó tìm một người sống chân thật hoàn toàn. Ngày xưa, có một ông vua sống rất nhân từ và đạo đức, chỉ cưới một hoàng hậu, ngoài ra chẳng có thê thiếp gì cả. Trời xui đất khiến thế nào mà hai người chẳng sinh được chàng trai nào, mà chỉ có một cô công chúa duy nhất. Hai người mới bàn cùng nhau tìm cách kén chọn hoàng tử tương lai trong lứa tuổi còn đi học, tuổi 12 đến 18 tuổi để tương xứng với đứa con gái của mình. Vì tổ này, nếu các em có nhận thức sáng suốt, biết sống chân thật, biết tiếp thu tinh hoa của cuộc sống và sau khi lớn lên thì khả dĩ mới giúp dân chúng sống an vui, hạnh phúc, an lạc và thái bình. Thay vì theo tập tục cha truyền con nối, hoặc truyền cho người thân thuộc,
ông vua này lại mở một chính sách mới, chọn người hiền tài theo tinh thần dân chủ. Các thí sinh được quyền ứng cử là các em học sinh, sau khi chính thức vượt qua các phòng khảo hạch. Đầu tiên, về các tiêu chuẩn đã được lựa chọn kỹ càng, tuyển sinh được vào vòng chung kết, mỗi em sẽ được trực tiếp nhà vua trao cho những hạt giống hoa. Nếu em nào đến ngày chấm điểm, có được một chậu hoa tuyệt đẹp, thì sẽ được tuyển chọn làm hoàng tử và được kế thừa ngôi vị sau này làm vua. Thế là khắp cả đất nước được truyền tin rất nhanh, ai muốn thi làm hoàng tử, ngay bây giờ, nhanh chân đến để nhận hạt giống hoa hồng, tượng trưng cho tình yêu. Nếu chú bé nào chăm sóc có một chậu hoa đẹp dâng lên cho đức vua và hoàng hậu, thì sẽ được chọn làm hoàng tử. Phải nói thật là, từ xưa đến nay, chưa có một cuộc thi nào đặc biệt như thế này. Chỉ đơn giản là, làm sao có được một chậu hoa thật đẹp mà chính tay nhà vua trao cho hạt giống. Thời gian trôi qua thật nhanh, khiến ngày hội thưởng thức hoa đẹp đã đến. Ai sẽ là vị hoàng tử trong ngày mai đây? Thật là tuyệt đẹp làm sao? Đâu chậu hoa nào cũng xinh tươi, đẹp đẽ, hết chỗ chê, làm cho ban giám khảo khó mà chọn lựa. Chưa bao giờ mọi người được thưởng thức những vẻ đẹp của hoa như hiện giờ. Ai cũng trầm trồ tắc lưỡi, khen ngợi. Ban giám khảo khó lòng mà chọn ra chậu hoa nào đẹp nhất, vì mỗi chậu đều có nét đẹp riêng. Gia đình nào cũng hy vọng con mình sẽ là hoàng tử tương lai. Đúng là hội thi hoa đẹp chưa từng có từ trước đến nay. Nhân ngày này, các mỹ nữ, giai nhân được dịp đến kinh thành để thưởng thức sắc màu rực rỡ của hoa. Ai cũng cảm thấy vui trong lòng mà nô nức, háo hức trông chờ kết quả. Chỉ riêng nhà vua và hoàng hậu, nét mặt không được vui cho lắm, hình như có gì uẩn khúc bên trong. Thời gian công bố kết quả đã gần kề, chỉ còn vài phút nữa thôi, các thiếu nữ xinh đẹp sẽ biết ai là hoàng tử. Trong bầu không khí trang nghiêm lạ thường, thời gian như muốn đứng lại để kéo dài thêm cuộc thi. Bỗng, có một chú bé trạc độ 12 tuổi, trên tay ôm chậu đất không, chạy nhanh vào, khóc mếu máo quỳ xuống, bạch đức vua rằng con vâng lệnh nhà vua nhận hạt giống về, rồi mua một chậu rồng thật đẹp, lựa thứ đất tốt nhất và loại phân oai nhất mà đặt hạt giống vào. Mỗi ngày, con siêng năng, tinh cần tưới tầm chăm sóc, nhưng chỉ lên toàn là cỏ dại không. Chú bé vừa nói vừa khóc hu hu. Lúc này, sấm chớp bắt đầu nổ ròn rã, như đang báo hiệu một tin tức gì đặc biệt lắm. Thật, trời không hại người chân thật. Nhà vua mừng quá mới tuyên bố rằng đứa bé này chính là vị hoàng tử. Làm cho tất cả ban giám khảo và hết thảy mọi người đều giật mình vì lời tuyên bố đó. Đố ai biết có gì mờ ám bên trong. Không lẽ ông vua bị bệnh tâm thần hay sao? Hội thi hoa đẹp để kén chọn hoàng tử, trước lời tuyên bố của vua, làm cho mọi người ngạc nhiên, đồng thời la ó lên phản đối thái độ độc tôn của nhà vua, tại sao có chuyện lạ lùng đến như thế. Lúc này, vua mới từ tốn trả lời, ta mở hội thi hoa đẹp là cố ý chọn người biết sống thành thật và không bao giờ biết gian dối một ai, để sau này giúp dân chúng an cư lạc nghiệp trên tinh thần thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Xin thưa với tất cả liệt vị khách quý cùng tất cả bà con cô bác gần xa, những chậu hoa đẹp này là từ sự gian dối của các thí sinh. Nói đến đây, nhà vua bỗng dưng dừng lại để chờ sự phản kháng của mọi người ra sao. Không khí hội hoa bây giờ có khác, tất cả đều trở về sự im lặng để lắng nghe nhà vua giải thích. Hạt giống mà ta trao cho các thí sinh, ta đều luộc chín hết, thì làm gì có những chậu hoa đẹp như thế này. Tất cả thí sinh đều là giả dối. Riêng chú bé này là người biết sống thành thật, nên xứng đáng được ta chọn làm hoàng tử. Và ta sẽ nhường ngôi vua lại để lên làm thái thượng hoàng. Một buổi làm việc, một buổi nghiên cứu lời bụt dạy để mà tu học trong quãng đời còn lại. Thành thật là một đức tính tốt đẹp, được thể hiện nhân cách sống của chính mình. Bao giờ cũng đem lại cho người niềm vui vô hạn. Những lời nói thành thực là dấu hiệu của sự thật thà, chất phác, không làm cho chúng ta tốn kém tiền bạc hay hao tổn sức lực. Nhưng nó đem lại nhiều ích lợi và làm cho người nghe được an ủi, khích lệ và làm cho tình thân giữa ta với người khác được thêm thắm thiết, đậm đà. Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Mặt khác, ở đời có những người nói khó nghe, làm mất lòng ta, của những người thẳng tính. Nhưng họ chỉ ý tốt là muốn ta sửa sai, thấy được lỗi lầm của mình. Điều đó chân thành và đáng quý biết bao. Đó là những lời thật mất lòng. Tuy thế, có những lời ngọt ngào êm tai, rất được lòng ta, nhưng đó là những lời dối trá,
xu nịnh, không hề tạo cho ta một điều tốt nào cả. Đấy là những lời ngọt mật chết ruồi của những kẻ xảo quyệt, gian ngoa. Thế nên, trong lời nói cần có sự chân thành, không vị kỷ, không vụ lợi thì mới đạt được thành công trong giao tiếp. Vì thế, mỗi ngày được sống, ta hãy biết chọn những lời hay ý đẹp mà nói, phù hợp với những đạo lý làm người, hướng tới ý nghĩa cao đẹp của lời nói để làm phong phú thêm nét đẹp văn hóa của nhân loại. Để đạt được những tình cảm trong lời ăn tiếng nói, ta cần phải biết kiềm chế những cảm xúc tiêu cực như nóng nảy, giận dữ, quát mắng, nhất là với những người thân yêu của chúng ta. Và một điều rất quan trọng nữa là ta nên suy nghĩ thật cẩn thận trước khi nói ra điều mình nghĩ, xem điều đó có phù hợp với hoàn cảnh lúc ấy hay không, để tránh làm tổn thương người khác, bằng phương châm uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Dĩ nhiên, chúng ta không nên nói với nhau những lời giả dối. Trái lại, chúng ta cần nói lời thành thật với nhau, bằng trái tim hiểu biết và yêu thương. Người sống trung thực là người luôn biết tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải, sống ngay thẳng, thật thà và can đảm nhận lỗi khi mình mắc phải khuyết điểm mà cố gắng sửa sai. Sống trung thực giúp ta nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội và sẽ được mọi người tin yêu, kính trọng. Gió đó cây ngay không sợ chết đứng. Người thật không sợ mích lòng. Một lời nói thiếu suy nghĩ được sánh ví như đổ thêm dầu vào lửa, làm bừng lên sự tức giận, thiêu hủy hết tình nghĩa anh em. Hơn nữa, trong cuộc sống của mỗi chúng ta, mỗi người mỗi tính nết, mỗi người một kiểu sống, mỗi người đều có cách nói khác nhau, nên khó có thể tránh được hết những va chạm, những bực bội, những phiền muộn, khổ đau. Nhiều khi, chính chúng ta lại là những người gây ra những đau khổ, phiền muộn cho người khác, chỉ bằng những lời nói thiếu cân nhắc trước sau. Đôi lúc, chúng ta chỉ muốn nói cho sướng cái miệng của mình, nhưng lại không để ý đến nỗi đau của người khác vì những lời đinh tai điếc óc của ta vừa mới thốt ra. Sau đó, nở nụ cười trên môi là điều cần thiết trong cuộc sống. Nó luôn đem lại niềm vui cho nhiều người. Dựa vào lời nói, cách thức diễn tả của người khác, ta có thể biết được phần nào tâm tư của họ đang muốn gì, được yêu mến và kính trọng hay bị khinh bỉ và ghét bỏ. Một phần lớn là do cái lưỡi và lời nói của chúng ta. Như thế, cái lưỡi đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành uy tín và giá trị của mỗi người. Như một câu danh ngôn đã dạy, lưỡi người khôn ngoan làm nên sự sống, còn miệng kẻ ngô gây thù chuốc oán. Do đó, ta cần phải biết đắn đo, cân nhắc trong cách ăn nói của mình để tránh đi những hiểu lầm đáng tiếc mà làm đau khổ cho người khác. Chúng ta sử dụng lời nói như là một phương tiện để nối kết yêu thương, giúp chúng ta cảm thông và xích lại gần nhau hơn. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi là vậy. Ý thức được tầm quan trọng của lời nói, chúng ta hãy nên nói lời thành thật. Và lời nói ấy bao giờ cũng được các bậc hiền thánh khen ngợi. Sở dĩ con người khác với con vật ở chỗ, con người biết sử dụng lời nói làm phương tiện giao tiếp với người khác, bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc của mình. Và câu chuyện trên là một minh chứng thiết thực trong cuộc sống mà các em cần phải cố gắng học hỏi và bắt chước làm theo. Như chúng ta đã thấy, chú bé kia, nhờ biết sống thành thật, không gian dối mà dám can đảm ôm dậu đất không đến để trình bày sự thật ở đời, hay không tham muốn quyền cao chức trọng, nhất là hội thi mục đích để kén chọn hoàng tử. Đó là điều mơ ước cao nhất của mọi người trong cuộc sống, vừa có vợ đẹp, vừa là vị vua trong tương lai. Ai mà không ham thích? Chính vì lòng tham muốn đó, nên các thí sinh đều phải gian dối để có những chậu hoa đẹp. Ông vua này đang chọn người hiền tài, đạo đức để kế thừa mai sau. Đó là cách duy nhất để tìm được người như ý muốn. Cho nên, sống thành thật là một đức tính cao quý, không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Kính mong rằng mọi người hãy nên sống thành thật với nhau, từ người lãnh đạo đất nước cho đến thứ dân bần cùng, ai cũng ý thức được như thế. Vì thế gian này sẽ là thiên đường hạnh phúc, đâu còn ai gian dối, lừa gạt nhau. Do đó, sống với nhau bằng trái tim yêu thương và hiểu biết. Và như thường lệ, trong phần cuối của bài chia sẻ ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe truyện ngắn có tựa đề Trăng máu của tác giả Sơn Trần. Chú Tín mất vào một đêm trăng máu. Con chó già, rụng gần hết lông, gắn bó với chú từ khi vừa mở mắt, chu lên mấy tiếng thảm thiết, rồi cứ thế chạy vòng quanh túp lều. Người làng nghe tin kéo ra đông nghịt, họ xôn xao bàn tán. Chú Tín nằm bất động, đầu quẹo về một phía, bên cạnh là con chó già,
đưa cặp mắt buồn thảm cầu cứu. Mẹ tôi lặng lẽ đi ra bến sông, chui vô khoang đỏ. Mãi gần sáng mẹ mới về nhà, tóc và quần áo đầm đìa xương. Năm ấy, tôi vừa bước qua tuổi 20. Chú Tín không phải người làng, chú trôi giạt từ phương nào tới chẳng ai rõ. Chỉ biết sau chiến tranh biên giới chừng dăm năm, một người đàn ông tính tình có vẻ bất thường, hay ghé qua làng, vừa đi vừa nói giọng rất khó nghe. Ban đầu, người làng ái ngại, làng tránh, nhưng chú Tín hiền lành, chưa làm hại ai bao giờ. Cứ mỗi chiều chú đi dọc đường lớn, vừa đi vừa hát, đôi lúc cười sảng khoái khi bắt gặp đám con nít chạy nhảy chơi đùa. Dân già làng trên xóm dưới, ai cũng thương chú cả, nhưng hỏi quê quán ở đâu chú chỉ lắc đầu, hỏi tên cha mẹ là gì, chú cười không nói. Chú chỉ biết mình tên Tín. Trong chiếc túi vải sắp đứt quai, mang chỉ mỗi bộ quần áo cũ, sợi dây dù và chiếc quẹt lửa bằng kim loại đã hoen gì, chú Tín ở cạnh bờ sông, trong một túp lều tạm bợ, rách nát bỏ hoang từ lâu. Chú nhặt nhạnh bìa các tông, bao tải che chắn xung quanh cho kín đáo. Hàng ngày, chú đi làm mướn, ai thuê gì làm nấy. Khi ra đồng, lúc xuống bãi, đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Trời thương nên chưa thấy chú ốm vặt bao giờ. Hễ rảnh là chú thả chạy bắt cá. Tôi là đỡ gần gũi chú Tín nhất. Chú rất thương tôi, tập tôi bơi và cõng tôi qua những chỗ nước trũng sâu. Mẹ tôi, những khi vắng khách, ngồi ở mũi đỏ, vừa giặt rũ vừa bắt chuyện với chú. Tôi thấy mẹ nhìn chú rất trìu mến với người ngoài là thế, còn người trong nhà như bà nội, chẳng hiểu sao lại ghét mẹ và tôi đến thế. Tôi tìm sự chia sẻ, đồng cảm ở cha nhưng đều vô ích. Cha sẵn giọng quát tháo inh ỏi, miệng nồng nặc men rượu mỗi khi từ quán cô Thu trở về. Giết rồi cũng quen, tôi chịu đựng cùng mẹ. Bà nội hay bóng gió rằng đàn bà mất nết, hư thân, răng mèo, mả gà. Đồng lúc còn nhỏ tôi nghe nhưng rồi mau quên. Còn mẹ thì buồn lắm, mẹ lặng thầm như chiếc bóng trong căn nhà ba gian thừa thãi. Hình như trong gia đình này mẹ tôi chưa hề có hạnh phúc. Ở đấy chỉ có người mẹ chồng đầy ác cảm, cay nghiệt và một người chồng cục xúc, vô tâm. Mẹ hay ra ngồi ở bến sông chờ khách qua đò. Cũng có hôm mẹ cứ ngồi đấy tới khi hoàng hôn buông xuống phủ đầy mặt nước. Tiếng cũ trên cây gạo ở bến sông rúc lên mấy tiếng thê lương. Mẹ mới quẩy quả neo đò rồi về. Tôi hay đi tìm mẹ, dựa mặt vào tấm lưng gầy vương vất mùi mồ hôi, cảm giác thật bình yên. Mẹ thủ thỉ bên tai những điều tôi đã từng mơ hồ biết từ những trang sách về đối nhân xử thế, về những hệ lụy cuộc đời vô tình giáng xuống người thân cô yếm thế. Tôi là đứa con trai hiểu chuyện nhưng dễ mùi lòng. Nghe mẹ sốt ruột giải bày cứ thấy thút thít rồi lủi thủi theo chân mẹ về mà không thể nói lời nào để an ủi cả. Bữa cơm tối ở nhà tôi hay ăn muộn, bà nội hay đợi mẹ tôi về nấu. Bà thường ra chợ hay đi dạo xóm tới giờ ăn mới về. Cha tôi hết rượu lại nằm khoeo chéo chân, nhổ mấy cọng râu mọc ngược dưới cằm. Tôi biết phụ mẹ ngay từ nhỏ. Bà nội không nói gì, chỉ ném cái nhìn hằn học vào đứa cháu ốm yếu, xanh xao bởi nhiều lần bị đòn oan vì bênh mẹ. Tôi hay rẻ sẻn, thường có thức gì ngon cũng giấu giếm để mang ra cho chú Tín. Có lần bà nội phát hiện là lối om sòm, sai cha kéo tôi ra trói ở cổng chuồng bò. Muối đốt, kiến đốt sừng tới hai bàn chân tôi. Mẹ gập đầu lại sáu van xin bà nội. Mới tha xong mẹ đưa tôi ra đỏ, vừa xoa dầu vừa khe khẽ cất lời ru: gió đưa cây cải về trời rồi. Hai mẹ con ôm nhau khóc ít lâu sau. Nhà hàng xóm bị trộm bầy gà, mọi nghi ngờ đổ dồn vào chú Tín. Tôi và mẹ thì không tin chú là người như thế. Chú Tín tốt tính, thật thà, sống một mình, có gì ăn nấy, tiện tặng qua ngày. Những hôm bắt được nhiều cá, chú còn đem cho mẹ mang về nấu canh chua hay kho mè, đổi lại mẹ duỗi vào tay chú mấy 10.000 hay vài quả khế, quả na. Chú cười thật hiền khiến người đối diện yên tâm rằng chú là người tốt. Mẹ tôi ngày càng buồn bã và thiểu não. Cảm giác tấm lưng của mẹ còng xuống hơn khi đôi quang chất nhiều thứ phải gồng phải gánh. Mỗi tháng lấy tiền hội, tiền sâu gì đó, bà nội vứt cho mẹ một số tiền để lo trang trải cho cả gia đình. Lần nào cũng vậy, cha tôi lén lấy bớt, mẹ giấu đâu cũng không qua được mắt cha. Mẹ lận vào lưng quần nửa đêm cha mò vào cỗ mất. Mẹ đành phải chạy chợ đi sớm về trưa, tiết kiệm từng đồng để bùa vào số tiền cha tôi nướng vào sòng bài và quán rượu. Tại sao mẹ lại chịu khổ như vậy? Tôi băn khoăn hỏi mẹ khi vừa qua tuổi dậy thì. Mẹ cười buồn đáp nhẹ đầy nỗi niềm:
chưa biết làm sao hả con? Mẹ biết đi về đâu? Nhà ngoại thì nghèo mà lại ở xa. Con sẽ đưa mẹ đi đi đâu cũng được. Mẹ chờ con nhé. Tôi dứt khoát dù chưa ý thức được những góc khuất cuộc đời và nỗi đau, thân phận mà con người luôn đối diện. Muốn hoán đổi vượt thoát, đâu phải nói là làm được. Những mắc mờ ô u, những định kiến và cả sĩ diện nữa luôn là rào cản khó lòng bước qua. Vào một đêm oi bức nồm hanh, trăng mờ trông xa, vầng trăng đỏ ối loang ra bốn phía những vệt màu buồn bã, không gian ngưng động chẳng có chút gió nào. Mẹ bảo là trong máu chốn nhân gian có người bị hàm oan, tức tưởi mà chẳng biết giải bày, thổ lộ. Dù chỉ là một hiện tượng của thiên nhiên, nhưng trăng máu từ bao đời gắn vào đấy những câu chuyện, những dự cảm không mấy tốt đẹp, những hệ lụy đớn đau, những khúc quanh của số phận, cả sự gãy gấp của giá trị truyền thống. Tôi chưa hiểu nhiều, nhưng người làng từng đồn thổi khi một nhà sư vào buổi chiều nhọ mặt người qua làng và phán như thế. Làng tôi năm ấy hoa màu bảy, tám sông hồ cạn đáy, đồi núi xác xơ. Tôi nhìn sâu vào mắt mẹ, mẹ chỉ lắc đầu, cúi mặt xuống, nhưng đã khiến tôi hiểu rằng mẹ đang nói về chú Tín, về người đàn ông sống trong túp lều cô quạnh, và có lẽ sâu xa hơn, mẹ đang nói về mình. Thì phải, văng vẳng bên tai tôi là lời bà nội chỉ trích, xỉ nhục mẹ ngữ lăng loàn, nó đâu phải máu mủ nhà này. Nó, trong lời của bà nội, trời ơi, thì ra bà nội cả người cha tôi từng yêu thương kính trọng đều cho rằng mẹ gian díu với chú Tín, sinh ra tôi. Nếu không vậy, tại sao mẹ lại thân thiết với chú Tín và chú Tín lại thương tôi đến thế? Tôi nấp sau vách nhà, hằn học nhìn người tôi gọi là bà nội đang đặt điều, nghĩ xấu về mẹ. Mẹ không thể phân trần, cũng không biện hộ. Cha tôi hết nhìn bà nội rồi lại nhìn tôi như thể xác thực vấn đề, chứ không nói gì cả. Hình như men rượu khiến ông líu lưỡi, lại chỉ có cặp mắt vằn lên đỏ quạch. Rồi chỉ một lát sau cha gục mặt xuống hiên nhà, ngáy khò khò. Tôi và mẹ dìu cha vào phòng, cha vật xuống giường, rên rỉ qua kẽ răng, Thu ơi, chỉ có cô mới làm tôi vui thôi. Mẹ lùi lại suýt ngã, tôi giữ lấy tay mẹ, cảm giác mẹ đang run lẩy. Bảy lát sau trấn tĩnh, mẹ không nói gì, chỉ nhìn tôi qua ánh đèn lờ nhờ trong căn phòng loang mùi ngang mà bà nội vừa thắp lên. Bà dì rầm khấn vái, bà xì sụp cúi lạnh, rồi bất ngờ lia cặp mắt sắc đanh về phía mẹ con tôi. Nhà này không chứa chúng mày nữa, đi đâu thì đi cho khuất mắt tao. Tôi nhìn mẹ, muốn van xin mẹ hãy nói một câu gì đấy cho bà nội hiểu, hay hét toáng lên để phản đối cách lập luận của người mẹ chồng độc đoán khó ưa cũng được. Nhưng mẹ chỉ cúi mặt, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Điều này càng khiến tôi giận mẹ. Sao mẹ lại có thể nhẫn nhục, chịu đựng như thế? Mẹ phải biết phản kháng, biết đấu tranh để giành lấy hạnh phúc, hoặc ít ra cũng để được cho mình một cuộc sống bình yên chứ. Nhưng không, mẹ kéo tay tôi ra ngõ, trăng càng về khuya càng rực lên sáng ngời, khóm chuối xào xạc gió, lênh láng ánh lân tình, những côn trùng từ trong hốc tối cứ rỉ rả tiễn chân hai mẹ con. Từng ngày ở trong khoang đỏ, cùng mẹ tôi gặp chú Tín nhiều hơn. Mỗi lần có việc qua sông, chú hay ngồi ở mũi đỏ, đưa cặp mắt buồn rầu nhìn mẹ con tôi. Chú biết chuyện mẹ con tôi bị đuổi ra khỏi nhà một cách vô cớ. Chú lo lắng, quan tâm tôi từ những việc nhỏ nhất. Chú hay kể chuyện chiến trường. Mẹ tôi không cấm cản tôi tiếp xúc nhiều với chú, mà ngược lại mẹ còn tỉ mỉ khâu lại chiếc áo rách tả cho chú. Hôm nào đi chợ về mẹ đều dúi vào tay tôi, khi thì gói xôi, khi thì bao thuốc lá, bảo đem cho chú. Mẹ bảo với tôi chú ấy là người tốt nhưng cô độc bất hạnh. Người làng đồn ầm mười mười chuyến chú Tín và mẹ tôi có gì với nhau, khiến bà nội tôi càng sôi máu. Ra bờ sông ngó ngược nhìn xuôi, chửi mẹ tôi thậm tệ. Mẹ vẫn lặng im, cúi gặm mặt, rồi chống xào đưa đỏ tách bến. Tôi ức không chịu được, vạch quần tẻ xuống sông. Trong giấc mơ thiếu thời, tôi hay thấy mình bị trói, bị đánh vào đêm trăng máu. Tôi lăn lộn, khóc thét rồi choàng tỉnh người đầm đìa mồ hôi. Chiếc đò chao đảo, sợi dây leo cột vào cọc che sát mép nước căng quá đứt vật. Mẹ tôi hoang mang, chới với chiếc đò ra giữa dòng, thì thăng bằng trở lại, rồi lững lờ. Thì ra, chú Tín còn thức, ngồi trên bờ, châm thuốc, hút, trông thấy, bời theo, giữ lại tôi. Muốn bỏ học, mẹ nói gì, tôi cũng không nghe. Học làm gì nữa khi trong đầu óc mình luôn lờn vờn đòn roi và tiếng chửi? Học làm gì nữa khi những người thân yêu ruột thịt sẵn sàng từ mặt bỏ rơi con cháu?
Mẹ lảng tránh ánh nhìn thương cảm của tôi bằng sự phớt lờ. Cố Hiếu chiều nay còn muốn ăn gì? Mẹ nấu mang cho chú Tín nữa. Tôi biết chú Tín thích ăn canh chua và khoai xéo ngào đường. Chú kể hồi nhỏ, chú hay ăn hai món ấy. Quê chú nghèo, chỉ trồng nhiều khoai, nhiều ngô. Trí nhớ của chú đôi khi lóe lên ký ức ngày xưa. Chợt hiện chú rành rẽ từng chuyện, nhưng rồi lát sau, chú lại ú ớ quên hết. Có khi ôm đầu, hét toáng lên, trông tội nghiệp vô cùng. Tôi trở về sau nửa năm học nghề trên phố. Mùa chướng nước dâng, tôi ra bờ sông, cột chặt lại sợi dây neo. Chú Tín trông thấy, tôi mừng rỡ, hỏi thăm không ngớt. Chú có vẻ ốm, gương mặt lộ nhiều nếp nhăn nhàu nhĩ, đôi mắt chú có vẻ buồn hơn. Tôi ngồi bên chú, lặng im. Chú ôn tồn, con trai này già dáng lắm, sắp có vợ được rồi. Tôi vô tư, cười, ném hòn sỏi xuống sông. Sau tiếng động khẽ là những vòng tròn lan ra xung quanh. Tôi thích thú, nhìn theo. Chú Tín nghiêng mặt, nhìn tôi hồi lâu, rồi thở dài. Tôi chưa hiểu thái độ của chú, nhưng cũng không bận tâm lắm. Đêm ấy, lần đầu tiên tôi ngủ lại với chú. Nửa khuya, tôi bỗng nghe tiếng chú thở hổn hển, dồn dập. Có lẽ chú Tín mê sảng khi gặp ác mộng. Tôi vội lồm ngồm ngồi dậy. Dưới ánh trăng, mở cuối tháng, bên hông túp lều gió khuya, hun hút, chú Tín nửa nằm, nửa ngồi. Chú cởi trần, chiếc quần đùi mẹ tôi mua cho chú dạo trước, đã kéo xuống ngang gối. Tôi bất ngờ, cảm giác bấn loạn. Nhưng có điều gì đó sai khiến bắt tôi phải dán mắt vào người đàn ông gần 60 tuổi đang tự giải tỏa nhu cầu. Hình như chú không biết tôi nhìn trộm. Gương mặt chú lộ rõ sự nhục cảm, đầy thỏa mãn. Chú rên khe khẽ, chú miết vào vùng kín. Chú cong người lên, nhưng mãi vẫn không được gì. Chú bất ngờ buông tay rã rời, thở dài. Cái bộ phận nơi vùng kín không tuân theo sự điều khiển của chú, cứ xỉu xuống. Chú cắn răng bất lực, nhìn bầu trời, rời rời ánh trăng. Tôi không biết nguyên nhân về sự cố này. Bản thân tôi, một gã trai mới lớn, cũng nhiều lần giải tỏa, và bao giờ cũng thế, đều diễn ra suôn sẻ. Còn chú Tín thì tôi băn khoăn mãi. Sáng sớm, trong lúc chú Tín còn ngủ, tôi đã lén chạy về nhà. Đến trưa, có người bà con họ xa ghé thăm bà nội. Khi thăm nom cơm nước xong, trên đường xuống đò, ôm mẹ, khóc ròng. Chị ơi, sao chị khổ thế? Em thương chị lắm. Chị đừng trách mẹ chồng chị nhé. Bà ấy cũng có nỗi khổ riêng. Mẹ tôi nắm chặt tay người em. Bà con vừa kéo đi vừa dấm dứt khóc. Lúc xuống đò mới khe khẽ nói, chị khổ mấy, cũng chịu. Chỉ mong thằng Sang là tôi hiểu chuyện, sống tốt và biết yêu thương. Tôi đi cùng ra bờ sông, tìm chú Tín, mò ít chai, tối, nấu cháo, nghe mà ngạc nhiên quá đỗi. Có chuyện gì được che giấu chôn chặt trong thảm sâu cõi lòng của những người đàn bà, là bà nội, là mẹ tôi vậy. Sau khi đưa người họ hàng sang sông, tôi lân la hỏi mẹ, thì biết, hóa ra bà nội tôi không thể có con, về làm vợ, làm dâu. Đến gần 5 năm mà cái bụng cứ phẳng lì. Ông nội tôi là thợ đóng cối xay, có thói trăng hoa, giải đầy mai đó. Hết ở miền xuôi, lại lên miền ngược. Sau hơn 1 năm xa nhà, ông bỗng trở về, ẵm theo đứa trẻ hơn 1 tuổi, là cha tôi. Bà nội buộc phải nuôi con của người khác, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Bà nuốt hận vào lòng, trách người đàn bà chưa biết tung tích, thì một mà hận. Người chồng đầu ấp tay gối, thì 10. Khi cha tôi chừng 10 tuổi, ông nội đi biệt không về. Nghe đâu, ông đã khá nghĩa với một bà quá tuốt miệt trên. Bà nội tôi lại chìm vào đau khổ, tính tình trở nên lạnh lùng, nóng nảy. Bà hay chửi bới chuyện nọ sọ, chuyện kia. Nhất là từ khi cha tôi cưới vợ. Dù mẹ tôi hiền thục nết na, nhưng cũng không thể thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá của bà. Bà chỉ chiết khó chịu. Bà xét nét từ việc rửa đến giặt rũ, từ việc quét nhà đến ổ chấu, nấu cám heo. Mọi thứ mẹ tôi làm chưa khi nào khiến bà nội hài lòng. Đỉnh điểm là từ khi mẹ sinh tôi, chú Tín xuất hiện ở làng, thì có lẽ những mối nghi ngờ đã thành rãnh trong tâm can, và sự thua thiệt của bản thân trước kia đã hiện về trước mắt. Bà đặt điều, nói xấu đứng đằng sau, sử dụng cha tôi, hành hạ vợ. Như chỉ có thế, bà mới hạ dạ, cơ quan chức năng vào cuộc. Bị chú Tín sống một mình,
chết bất thường nên cần điều tra, làm rõ. Người ta cử bác sĩ pháp y, mổ, khám nghiệm tử thi. Chú Tín bị trúng gió độc. Điều bất ngờ là vị bác sĩ trực tiếp mổ thi thể chú Tín là đồng đội cũ. Ông bất ngờ khi nhận ra người bạn từng vào sinh ra tử với mình. Tôi nghe ngóng tình hình, lòng đầy xót xa, thương đời chú Tín. Tờ kết quả giám định được công bố sau đó mới biết rằng chú Tín là thương binh viên đạn, găm sâu phần bẹn, ảnh hưởng đến dây thần kinh, tuyến tiền liệt, khiến tinh trùng không thể sản sinh bình thường, mà nhiều khi chỉ rỉ ra một cách mất kiểm soát. Khi được hàng xóm kể cho nghe điều này, bà nội lần túi áo, gọi mẹ tôi lại gần, dúi vào tay mấy trăm ngàn, bảo con đi mua gì, viếng nó, người đâu mà khổ, cho đến chết, tội nghiệp quá chừng. Mẹ rưng rưng, khóc, bà nội quay mặt, chỗ khác, dọc đường đi, mẹ thủ thỉ bên tai tôi. Nhưng cảm giác, mẹ đang nói với chính mình, ở đời, sai lầm lớn nhất của con người là luôn áp đặt tâm trạng, quan điểm của mình lên người khác, để rồi cứ hằn học, cứ ghim gút, đến nỗi sự bao dung, tha thứ không thể nào có cơ hội tỏ bày, thể hiện. Nhưng nghĩ kỹ, nghĩ sâu xa, thì mình nên thông cảm, bỏ qua được, thì cũng cứu vãn được, giúp họ hoàn thiện nhân cách, nhìn cuộc đời với cặp mắt nhân từ hơn. Mẹ đang nói về bà nội, thực sự tôi lại càng trân trọng tình cảm của mẹ. Khi đã xử sự một cách độ lượng với người đã gây cho mình bao phiền muộn, con trai ạ, bà nội là người đáng thương hơn, đáng trách. Bà không còn sống bao lâu nữa, mẹ con mình phải biết yêu thương bà nhiều hơn nữa. Tôi nhìn mẹ nghẹn ngào, rồi nhìn lên bầu trời bao la, những vì tinh tú. Đêm nay, hình như trăng máu, một quả cầu màu vàng, thâu lơ lửng. Mẹ bấm đốt ngón tay, bảo không phải, tôi nhất quyết là trăng máu. Vầng trăng máu đêm nay không dệt nền những huyền tích xa xưa đầy vận rủi nữa. Nhìn trăng, tôi cảm giác yên bình và ấm áp lắm. Cha tôi bỏ đi trước ngày du, Tín mất mấy hôm đột ngột, trở về quỳ gối trước mặt bà nội bật khóc. Lần đầu tiên tôi nghe cha gọi bà nội là mẹ. Vâng, kính thưa quý vị, và bài chia sẻ của sách Nói Minh Triết xin được kết thúc tại đây. Hy vọng thông qua những chia sẻ này, quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin và cái nhìn bổ ích về cuộc sống và con người. Nếu quý vị thấy video hay và ý nghĩa, xin hãy cho chúng tôi một like, một chia sẻ. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể lắng nghe thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa, quý vị nhé.